thì mình sẽ mặc quần jean, mình sẽ thực hiện cái đoạn phim này cho các bạn xem này. Đây các bạn xem chiếc tàu kéo sẽ chạy lên hình. Đây các bạn xem cái chiếc tàu kéo sẽ lên cho các bạn xem. Mình sẽ lội sình như thế này nè các bạn, lúng tới háng luôn chứ không phải là lúng thường nữa. Wow, các bạn xem này. Ơi, má ơi, nước không à. Wow, nguyên con. Rồi, xong. Bây giờ mấy anh em trên kia không chớ hề quay chiếc tàu, quay mình không coi kìa. Mà tại sao anh làm vậy? Vì anh đam mê. Ê, nó nghe nè, anh chạy qua đây nè, nó bị chá nắng á. Chạy qua đây nè. Anh chạy qua trên á. Ê, các bạn ơi, các bạn biết không, bây giờ mình giống như là con voi của Trần Hưng Đạo bị mắc lại vậy. Giờ không thể nào di chuyển nổi luôn đây nè, các bạn xem nè. Tới háng luôn chứ không còn gì để nói ha. Hay các bạn xem à. Bây giờ mấy anh em bên phía bên kia rất là háng với mình. Hay các bạn xem chiếc tàu kéo sẽ tìm cách lên này. Chạy xích đằng kia một chút. Chạy xích đằng kia một chút cho tôi quay cho nó. Chạy xích đằng kia một chút kìa mẹ ơi. Chạy xích đằng kia một chút xíu á. Thì các bạn ơi, bây giờ mình không thể nào di chuyển nổi. Thối đời thì chứ. Đúng là thối đời. Ây à. Ok, bây giờ mình đã đứng dẫn lên rồi các bạn. Đây. Bây giờ thì cho các bạn xem lại thử thách. Xích lên trên kia. Cho các bạn xem nè. Anh chạy xích lên nãy kia xa xa em chút á. Không được, đụng nghe tôi đi à. Rất là cực các bạn ơi, cái quần jean mới mua. Đây, xa xa lên kia chút. Wow, rất là dữ. Tại sao có những thằng đàn anh đàn em nó ác như vậy? Tôi không ngờ anh chạy ra xa cho em lấy nguyên cái góc hình cái á. Đây, anh sẽ thử làm một lần nữa nha các bạn. Hả? À, đúng là con tàu kéo nguyên rồi. Rồi. Má ơi, nó lúng tới nách luôn rồi. Quá lớn rồi. Chơi cái này hơi bị lớn rồi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Quá dữ, các bạn. Vậy không được. Các bạn cùng xem.
đèn một pha một cái nữa này. Từ từ ông cầm máy ông quay tôi đi, ông lấy con trai ông kéo tôi, giờ nó đi không được, thiệt mẫu ông ở đó đi. Rồi nguyên con lên bờ luôn. Đi lúc dữ lắm rồi các bạn ơi. Rồi wow, quá mạnh cho một chiếc tàu kéo các bạn. Rồi để nó luôn đi. Đây anh Văn Lợi Nguyễn, anh đang thử sức mạnh của một chiếc cầu kéo. Rồi ok, cuối cùng nó cũng cạn rồi. Rồi có những thằng đàn em đàn anh đôi khi nó phải như vậy đó các bạn. Qua dự tuyệt vời ông mặt trời các bạn ơi. Hey. Rồi bây giờ thì mình nói thiệt các bạn là không thể nào lên nổi luôn rồi. Đây các bạn xem nè, trình này lúc ghê thiệt chứ. Ông cầm máy ông quay tôi ơi. Ông cầm máy tôi ông quay. Bấm chưa? Chưa chưa. Rồi bấm đi, bấm đi. Chưa bấm đâu. Bấm đi bấm. Đây bây giờ thì lên trên nè các bạn. Đục nước hết trơn rồi. Giờ mình của mình lên trên này nè. Này quậy như cái hầm trâu đây luôn rồi. Đây hậu trường của mình đây các bạn. Đây 1 lỗ, 2 lỗ, 3 lỗ, 4 lỗ, 5 lỗ. 5 lỗ gướng. Chỗ này là sâu nhất nè. Chỗ này là gướng nhiều nhất. Bãi nó rất là lúng nha các bạn. Đây là ba cái đất bồi á, đất sình. Đây bây giờ thì tàu đang đi vô nha. Sức máy của Hino rất là mạnh nha các bạn. Bây giờ thì còn mấy chiếc ghe ở ngoài kia đang chưa vô này. Thank you.
hai bên đó là mấy cái bãi mắm á các bạn. Có chỗ á dễ. Đi bộ lên cái đây mấy chiếc ghe bóng này. Rất là đẹp nha. Chuông sình cho nó ngứa ghê ta. Ngứa hả? Ngứa. Ừ, sình nó ngứa ghê. Ở đây là mấy chiếc ghe này các bạn. Ghe này người ta chưa đi ha. Chủ yếu là người ta đi ra đây ta buộc qua cái bóng mực này lại người ta mới đi. Để cái trứng mực vô đó, con mực nó vô nó đẻ. Rồi 2-3 ngày người ta lôi lên. Ờ, nó vô nó đẻ con. Đẻ là bắt mẹ nó, còn con nó rất là gì. Đâu có đâu, lấy trứng, lấy con.